Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh âm thanh của Sơn Đỉnh Audio. Trong clip buổi trưa ngày 24 tháng 9 thì Sơn Đỉnh lại tiếp tục giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm về âm nhạc để anh em về phối ghép với các cái thiết bị âm thanh nhà mình. Và trong clip buổi trưa nay thì mình có giới thiệu đến anh em một chiếc Equalizer hay gọi là lọc xì của Genetic, model của nó là 31 gạch ngang 8000. Đây sẽ là một trong những chiếc model khá là hiếm trên thị trường của Việt Nam. Đèn quad cực kỳ là đẹp. Đấy, đèn này gọi đèn mắc tôm 3 màu, xanh, vàng và đỏ. Và dưới là một cục power của Sony. Model của nó là N110. Đấy, cục power này thì mình chỉ bán đến mức giá rất là bình dân, 2 triệu đồng. Dòng này thì anh em power này thì sẽ ghép tốt với những dòng loa bass 20, 25 của Nhật. Tiếng nó rất là sạch. Sau đây thì mình sẽ quay chi tiết cũng như cận cảnh và giới thiệu cách sử dụng cho anh em về những cái thiết bị âm thanh này. Đầu tiên là chiếc Equalizer hay gọi là lọc xì. Thì tại sao con này nó có cái giá 4 triệu 8? Mình nói rõ là tiền nào của đấy. Đầu tiên là cái size của nó là size chuẩn 42. Thứ hai là cái mặt của nó là mặt phay nhôm màu trắng. Thứ ba là cái dòng này thì nó có mỗi bên là 10 cần chỉnh cho hai vế riêng biệt. Thứ tư là dòng này thì nó thiết kế là 2 trong 1, vừa là equalizer vừa làm được dè. Vì đây có volume to nhỏ. Đây, mình sẽ thử cho anh em nghe. Đây này, mình vặn cục power này. Đây, sau đó có volume to nhỏ này. Đấy, nếu như mà anh em nào mà có cục power sẵn rồi thì chỉ cần mua mỗi chiếc equal này về thôi là anh em nghe được 2 trong 1, vừa làm equalizer vừa làm dè. Đấy, thì nó có đường volume to nhỏ đây. Output level. Đấy. Đèn mắc tôm 3 màu rất đẹp. Xanh, vàng, đỏ. Mỗi bên 10 cần chỉnh. Và đây là có volume của đèn. Delay, display, đèn nháy này. Nó là tần số nháy này. Nháy thấp, nháy cao này. Và đây thì con này có 3 cổng vào luôn. Equalizer thường thường thì chỉ có hai đường vào, đó là đường equa chính và đường tab, nhưng riêng con này thì có 3 đường vào, đó đường equa chính và đường tab 1, tab 2. Đấy, rất là tiện dùng. Và có cả cái đường rec, tức là có 3 đường ra nữa, nên là anh em sử dụng dòng này rất là hay. Hình thức thì đẹp. Ruột gan của những chiếc equalizer này thì khá là hiếm, nên ruột gan cũng là hàng bãi đẹp xuất sắc. Đây là ruột gan bên trong. Chắc chỉ cần nhìn qua những cái phần linh kiện này thì anh em đủ biết được cái độ gấu của những chiếc Equine như thế nào. Genetic là một thương hiệu hàng xuất trên thị trường của châu Âu, thị trường của Mỹ. Sử dụng điện là 120V và dòng này thì được xuất cho thị trường của Canada luôn nhé. Nên sử dụng điện 120V, anh em có thể cắm qua điện 100 hoặc 110. Hiện tại thì mình đang dùng điện là điện 100. Giải tần của nó thì khá là rộng, từ 31 Hz tới 16 kHz, nên lọc nhạc rất là sạch và tiếng thì chi tiết đều ba giải. Và những chiếc Equine này thì anh em có thể phối ghép được với tất cả những âm ly cục đẩy hàng Nhật hay là hàng Hàn Quốc, tất cả đều hết. Tại vì Equine thì nó chỉ có nhiệm vụ là lọc sạch nhạc, tăng cường bass check. Và dòng này thì nó có một cái đặc điểm hay hơn, nó là làm dè được, chứ được có volume to nhỏ, rất là tiện dùng cho anh em. Và với chiếc Equine hiếm tại thị trường Việt Nam này thì Xuân Đỉnh bán với mức giá là 4 triệu 8. Nói chung là so với những dòng Equine của Nhật thì mình bán vẫn là giá hợp lý cho anh em. Và đây toàn bộ là cần cơ. Đấy. Mỗi bên là 10 cần chỉnh. Toàn bộ cần cơ luôn. Nên rất dễ sử dụng và rất tiện dùng. Đây, nội thất bên trong thì anh em chỉ cần nhìn qua đã biết đủ mới. Sắt thì 7 màu. Đèn quát nháy rất đẹp luôn. Và đây mình quay cả phía đằng sau đi nhé. Rất nhiều cổng ra cổng vào. Đây, xuất thị trường Canada này. Model của nó là 31 gạch ngang 8000. Đây là các đường vào này. Có đến 3 đường vào, đường tab 1 thì anh cắm vào đường môn này, tab 2 cắm vào đường môn. Còn đường out này là anh em lấy tín hiệu ra cắm vào súng súp. Đây là tín hiệu ra thôi nhé. Còn tín hiệu chính là súng âm ly thì anh em sẽ cắm vào đường out này, bên này.
Inhale. Riêng nói về máy thì là đúng đúng cam kết là bán chuẩn như tả, và hàng có như nào thì nói vậy, đẹp thì mình bảo đẹp luôn. Luxy Genetic hàng xuất trên thị trường của châu Âu, giá 4.800.000 đồng, khá là hiếm trên thị trường Việt Nam. Tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc bao của Sony, model của nó là N110. Dòng này thì đánh hai cầu AV riêng biệt, công suất của nó là 100W, có 3 đường vào stereo input đây, 1, 2, 3. Khi anh em di chuyển thì nó cái đèn này sẽ di chuyển theo. Hiện tại mình đang cắm cổng 1 và có volume to nhỏ. Dòng này thì tiếng khá là hay, rất sạch sẽ chi tiết. Hai hồi gỗ, size của nó là size 43, cả hồi gỗ là 45. Nhưng hồi gỗ thì mình cũng nói rõ là nó mặt ở trên thì rất là đẹp, nhưng ở dưới do vận chuyển bê tay vào thì nó có hơi chảy một tí đấy. Nhưng nói chung là cũng không ảnh hưởng gì cả. Thì nó ở phía bên dưới, đây, cả bên này cũng vậy. Nếu như cẩn thận thì anh em có thể dùng keo 502 gắn vào cũng được. Nhưng khi đã bán cho anh em với đúng tiêu chí là hàng bãi, hàng bãi chuẩn, nên mình cũng không mông má gì những cái này, để nguyên như vậy cho anh em. Giá thành thì chỉ có 2 triệu đồng thôi. Tiếng khá là hay. Hiện tại thì mình đang ghép với cặp Panasonic Bass 20 cấu hình khủng dòng loa cây, thì tiếng nó rất là nội lực. Và cặp Panasonic như SBMHX50 này thì mình bán với giá là 4.800.000, nghe nhạc và hát hò vô tư. Dòng này chịu đòn rất là tốt, công suất max của nó 200W một thùng, hình thức thì đẹp luôn. Ở đây là phía đằng sau của chiếc bao, mình có quay rõ cho anh em luôn. Điện 100V, công suất 100W. Đây là các cái đường vào, 1, 2, 3. Và chiếc bao này thì nó cũng có đường ra này. Đường ra này anh em có thể cắm qua một thiết bị khác hoặc cắm qua cục súp cũng được. Và đây là cầu loa. Những dòng bao này thì đánh trở kháng là 6 ohm. Nói chung là bao cỏ này thì anh em chỉ cần ghép với những cặp loa bình dân thôi, tiếng khá là tốt rồi. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 24 tháng 9, thì Xuân Đình giới thiệu đến anh em hai cái sản phẩm mới về tại cửa Xuân Đình. Chi tiết cũng như là giá thì Xuân Đình có nói rõ trong clip. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727582. Tất cả những mặt hàng này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.